Chào các bạn. Bây giờ là sáng thứ tư, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Tức là ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý. Thì thời gian gần đây anh em vẫn nói đùa là cột điện của ra hoa. Bởi vì năm nay thời tiết rất thuận lợi cho cái vải thiều và vải thanh hà ra hoa. Tuy nhiên, một số anh em có thể do bận rộn công việc này nọ cái đó hoặc là chưa để ý đến cho nên vậy vẫn ra chậm hoặc là chưa ra được hoa hoặc là ra hoa kèm lọc thì tấm lại mình cứ gọi là kỹ thuật chăm sóc chúng ta chưa được phù hợp thì vấn đề ra hoa kèm lọc thì mình chia sẻ rất nhiều trong các video rồi thì hôm nọ mình đã quay một video chia sẻ ba phương pháp ba cách để lọc ví dụ thứ nhất chúng ta dùng htc pha với mát thấp mình có thể pha với mát 1 ml trong một lít nếu khoảng 1,2 cũng được hoặc có thể chúng ta pha với 1,5 như cộng thêm bột da hoa cùng của công ty HTC HBC nhé hoặc là chúng ta cộng thêm với 1,5 hoặc dưới 1,5 thì chúng ta cộng thêm cái 10 số 10 để chúng ta tăng thêm tỷ lệ ra hoa nó tốt hơn thứ hai chúng ta dùng MKP thứ ba là chúng ta dùng 7544 MKP là lân và kali, cần 7 5 4, 4 là đủ 3 thành phần cân đối đạm lẫn kali. 7 đạm, 5 lân và 44 kali. 4 Để phun. Nhưng tất cả chúng ta đều phải phun đẫm nhé. Đấy là vấn đề khắc phục hoa cầm lộc. Còn nói thật ra, còn những bạn nào mà bao giờ phải chưa ra hoa cho mình nghĩ năm nay được mùa thì mình không nên làm nữa, mình nói thật một câu như thế. Bởi rất lâu rồi những năm trước mình nói rồi. Cứ làm đến lúc nào hoa. Nhưng nếu năm nào được mùa thì là bình thường Vậy quá ra chợ Còn năm nay quá được mùa Nhiều bạn còn điện ra hoa Có bạn nhắn tin với mình mấy video liền Từ chỗ đơn dân động không xịt vườn nào 100%, 100%. Mệnh đùa nhắn tin đùa với bạn rồi Vườn nhà mình mình chưa được kiểm tra hết Bạn kiểm tra từ chỗ dân động Bạn giỏi quá Thôi thì Anh em chia sẻ cho mình vẫn làm video thôi nhá Thôi cách truyền thống của mình đơn giản Vẫn là chúng ta tưới đạm à, xin lỗi, Chúng ta rắc lân và kali dưới gốc rồi chúng ta tưới qua tưới tan phân ở trên chúng ta phun 10 60 10. Đây là cách làm truyền thống. Nhưng nếu quá muộn rồi. Như mình mình nói thật, bây giờ như các bạn mà muộn rồi mà không ra hoa thôi các bạn, thôi các bạn ạ. Bởi vài năm nay nó được mùa lắm. Mình làm người ta đã ra rồi nó phải làm như mình đã ra rồi mình phải làm mà thôi. Còn các bạn cố làm thì mình sẽ đưa ra những phương pháp như này. <laughs> nếu chúng ta rắc lân và kali rồi ấy Đọc chưa ra được, chúng pháp full 10 số 10 chưa ra được ấy. Thì bây giờ chúng ta tươi đẫm đi. Rồi dùng biện pháp là phun xương trên ngọn. Phun xương tức là phun giả mưa trên ngọn đấy. Cứ buổi chiều tối, chuẩn bị tối mình phun. Để tạo điều kiện cho nó thuận lợi ra hoa. Còn ngoài ra, thôi thì đã cùng lắm chúng ta vẫn quyết tâm làm ra hoa. Chúng ta dùng GA3 này. nhỉ? GA3. GA3 nhé. Kích thích sinh trưởng cây trồng. 3 Đây là những cái mà anh em ai cũng biết. Tôi không nói lại nữa, dùng 3 Ở dưới có thể dắt đạn. Còn nếu chúng ta đầu tư được thì chúng ta dùng cái sản phẩm này này. Bom phải nhé nhá. Hôm nay mình sẽ đọc. Chúng ta dùng cái sản phẩm này mà bom Player này. Chúng ta cộng vi lượng thì rất là tốt. bom肥料 này nó có chất kích thích sinh trưởng tuy nhiên nó có thêm nhiều chất khác nữa và đặc biệt nó rất đắt tiền cho nó câu mà của rẻ của ôi của đầy nồi mới là của ngon cho nên chúng ta dùng cái sản phẩm này thì nó không nó tốt hơn sản phẩm g 3 bởi g 3 quá rẻ tiền nó chỉ gồm có cái chất kích thích sinh trưởng mà thôi cái này nó có thêm một số cái hoạt chất một số thành phần khác cho nó rất có lợi cho cây trồng của mình trong bom phải này nó có mấy cái nó có mấy chất kích thích sinh trưởng các bạn ạ và chất nước chế sinh trưởng tức là nó gọi là thôi mình đọc nhá mình đọc luôn giới thiệu đấy đây mình đọc luôn đây thứ nhất là bên xem thành phần nó đâu nhỉ thành phần nitrobonren là 20 phần trăm phụ ra 80 phần trăm đây gọi chỉ giới thiệu một cách chung chung của tôi mình đọc cái công dụng xem nào mình đọc tất tuần tuần nội dung của nó nhá cẩn thận bảo quản xa trẻ em phân bón lá cao cấp bom lê tăng cường sinh trưởng hỗ trợ ra hoa gia tăng năng suất thành phần nitơ benzen hai phụ da tám phần kích hoạt tiềm năng cây trồng kể tích thực 500 ml công dụng bom lê là loại phân bón lá chứa nitơ benzen thiên nhiên, sản xuất theo công nghệ nano với những hạt siêu mịn giúp cây trồng hấp thụ và lưu dẫn cực mạnh. Bom ơ, hỗ trợ điều hòa zilin. Vậy zilin này có tác dụng gì? Là nó kéo dài tế bào. Auxin. Auxin này làm gì? Tác dụng gì? Là nó tăng trưởng tế bào phân chia tế bào. Tiếp theo là sokinin. Sokinin này nó cho thêm nhiều tế bào mới. Tóm lại ba cái chất này chính là ba chất kích thích sinh trưởng, vừa kéo dài tế bào, vừa phân chia tế bào, vừa cho ra nhiều tế bào mới. Và đây nó thêm cái Etilen Etilen mình giới thiệu rất nhiều cho HTC rồi. Vậy làm cho cây sinh trưởng mạnh, tăng tỷ lệ ra hoa, giảm dụng hoa và cháy gia tăng năng suất và chất lượng nông sản thì tóm lại dùng sản phẩm này là rất là tốt các bạn ạ bom phải có thể sử dụng trên nhiều loại cây trồng như lúa bắp dưa hấu cà chua rau đậu cây ăn trái cây công nghiệp bảo quản bảo quản nơi khô giáo thoáng mát xa nguồn thực phẩm nhà phân phối công ty cổ phần tập đoàn lộc trời 23 Hoàng Hà Hoa à, Hà Hoàng Hổ thành phố Long Xuyên An Giang điện thoại vân vân ngày sản xuất dồi, sản xuất khá lâu ấy nhỉ 22 tháng 7 năm 19 hạn dùng 2 năm 22 hai tháng 7 năm 21 trong năm nay phải dùng hết này đây. đây mình đọc cái hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng đọc kỹ dẫn trước khi sử dụng cây trồng phun ăn lá đây mình chụp tập trung kết quả nhé cây chua cà chua ớt dưa hấu dưa leo bầu bí chè cây có múi cây cà phê cây nhãn vải mình làm nhãn vải nhé nhãn vải pha 500 ml phi 200 lít phun ướt đều pha 500 ml phi 200 lít thì cái này phi 200 lít thì nhé hoặc chúng ta pha nhạt hơn vậy chúng ta có thể cộng thêm pha 500 ml cho phi 200 lít nước phun ướt đều cây lần 1. phun khi tạo cội đọt lần 2. phun khi nhú mầm hoa bây giờ nhé vải thiều bây giờ vải thanh hà vải bây giờ chúng ta phun khi nhú mầm hoa lần 3. sau khi tượng cháy sau đó phun định kỳ một đến 1 đến 1,5 tháng một lần Vậy thì tạo đọt làm lá chúng ta phun rồi. Vậy nhú mầm hoa chúng ta phun. Đấy. Lần 3 đậu trái xong. Vậy cái này chúng ta có thể phun. Đậu. Thật ra cái này chúng ta phun khi chúng ta chuyển bị nở hoa cãi rất tốt. Khi nhú hoa này, chuẩn bị nở hoa quái này, sau khi đậu quả xong này rất tốt. Thì cái này nó cung cấp thêm nhiều thành phần rất là tốt cho nên chúng ta nên dùng. Thì nha. Như nó đắt nhé các bạn nhé. Nhưng ngay từ đầu mình nói các bạn là thôi chúng ta không đã bao giờ muộn rồi chúng ta không làm thôi không làm nữa các bạn ạ. thì chúng ta vẫn quyết tâm làm. thì trong cái bom phải lê ơ này thì như chúng ta biết rồi trong các chất điều hòa sinh trưởng hoặc người ta gọi là phi hormone nó gồm có năm chất cơ bản chúng ta biết còn nhiều thì thôi nó nhỏ quá nó vi lượng quá thôi. gibberellin auxin cytokinin và Ethylene và axit abscisic thì cái này nó có bốn chất có cả Ethylene, nó thiếu một axit abscisic thôi rất là nhiều cho nên nó rất là hay thì tóm lại vậy ngoài ra chính cái sản phẩm này của anh tiến năm ngoái anh cho mình đây thì sản phẩm này chính năm ngoái mình dùng cho vườn thanh hà các bạn ạ bảy nói thẳng thắn với các bạn năm ngoái như sau vườn nhà mình mất mùa được phải sớm thì anh tiến ấy cho mình làm cả làm vườn đấy như vài thiều như vậy mình mất cho mình không phun vài thiều đó mình phun cái vườn thanh hà mà tâm lý cũng đều chung thôi covid cũng chẳng phun gì nữa chẳng đầu tư gì chẳng phân do gì cả cứ mang cái này phun nữa các bạn ạ còn thừa mấy lọ nữa để cho mình phun vài thiều mà đây thì qua đây mình thấy sản phẩm của công ty hpc rất là hay các bạn ạ Nhất là mình dùng quen htc rồi cái bột ra hoa ăn thế mình như mình uh, gọi là gì nhỉ mình ít dùng thật ra là mình không hay để ý thì mình đọc qua nhá ngồi thành phần nó dài lắm NPK thì mình đọc thành là PK nhá. NPK thì có đạm lân kali này, đạm 9 à, đạm 9 lân 5 kali là 8 man 0,2 axit amin 1,5% alpha NNA là cái gì mình chưa để ý. 0,1%, GA3 0,05%, vi lượng dạng chelet, bo 5000 part media. Kém 200 paper media. <laughs> mangan. À vừa em xin lỗi trên này mangan manje ở dưới này là manje là 0,2% mangan 200 part per meter. sắt 200 part đồng <laughs> đồng 200 part <laughs> mình càng cổ quá <laughs> mô đếp đen là 100 bát per minute à? chữ mà lâu quá mình để tách chất trên này thành phần cho đây sử dụng với sao ạ vải cam nhãn xoài pha 500 cho 400 lít 400 500 ml nước vậy là cây này nhã, nhã, nhãn vải chúng ta pha khoảng 5 400 đến 400 rưỡi nhá nước 1000 ml pha cho 800 đến 1000 lít nước. Vậy cái này chúng ta pha 500 đi. 500 lít nước. Vậy như vườn mình khi nguyên lít thì phun hai mua chai chai này. Phun đều lên tán lá, chùm hoa, chùm quả, phun định kỳ khi cây đang ra hoa, đậu quả, hình thành quả non. Phun định kỳ 5 7 đến 10 ngày. Tiêu, hồi chúng ta làm tiêu. Phân bón lá cao cấp tăng đậu hoa quả chống dụng quả rửa non rửa xương chuyên dùng cho vải nhãn cam xoài công dụng cung cấp dinh dưỡng cho và các yếu tố vi lượng điều hòa sinh trưởng làm dai cuống mập hoa phát triển hoa phát triển mạnh tăng tỷ lệ chống dụng quả non tạo lớp màng ngăn nấm bệnh xâm nhập rửa xương muối tăng tỷ lệ chống chịu khi gặp thời tiết bất lợi hoặc thay đổi đột ngột ra hoa đều bông to dai dài, tăng sức, sống hạt phấn, tỷ lệ thụ phấn, hạn chế, dụng hoa, dụng trái non, ngăn ngừa, hiệu quả, các hiện tượng thiếu hụt, dinh dưỡng, bo và canxi. Đây nhá bo và canxi các bạn nhé. Giờ các bạn nhìn vải mình năm ngoái đây. Chính mình dùng cái sản phẩm của anh Tiến này này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Cho rất hiệu quả. Công ty HPC. 20 tháng 2 năm 19. Ui dồi, hạn dùng 3 năm. À, 20. 20 tháng 2, 19, 20, 21. À, vẫn đợt 22. Vậy là mình hôm nào, à đúng rồi, hôm nào mình phun cái này cho vải Bởi vì còn nhiều mà, anh cho nhiều ạ. Hai lọ cho vườn vải cho mình. Đấy, như thế nhá. Tốt, bò sữa phun cái vào thì tóm lại trong giai đoạn mà khi chúng ta đậu quả hoặc kể cả bây giờ chúng ta phun sản phẩm có sản phẩm bo rất là tốt bởi vì chúng ta dùng NPK đạm đơn kali nhiều rồi cũng vi lượng rất là nhiều rồi thì chúng ta nên um, cộng một số sản phẩm khác với bo này rất cần à lúc mình quên mất khi chúng ta phun bom phải ơi chúng ta cộng thêm cái vi lượng này vào nhé rất tốt các bạn ạ à. vi lượng này em nọ mình mua, mua một chút thôi xem một chai này một cái lọ này một gói bao nhiêu đây chữ nhỏ quá vi lượng cây ăn trái Đấy, vi lượng thì nói thật một câu này nếu chúng ta làm được vườn một cách khoa học cơ bản nhất thì sau khi thu hoạch chúng ta bón phân chuồng khoai mục hữu cơ tóm lại phân hữu cơ bây giờ chúng ta chủ yếu dùng phân gà chúng ta bón được một lượng nhiều chăm sóc đúng bài bản thì chúng ta ít phải dùng phân bón lá tuy nhiên vì chúng ta làm thông thường là chúng ta hay làm ăn sỏi đặc biệt nói thẳng một câu này mình không có vốn đầu tư cũng như mình thôi sau khi thu hoạch xong bao nhiêu tiền vừa trả nợ trả nần các cái rồi nhiều khi nói thẳng xong là làm xong một vải hết sạch tiền cho chúng ta toàn dùng ăn sỏi thôi trực tiếp mình thế Tuy mình chia sẻ kênh thật nhưng mình chưa bao giờ mình làm được như lý tưởng thứ nhất năm 2019 vừa rồi, rồi sau thu hoạch thì uh, thật ra năm 19 mình được mùa năm 19 mất mùa mọi người mất mùa được giá chứ có thôi định có dư ít tiền nên đầu tư năm ấy đầu tư thật mua một tấn đỗ tương 11 triệu rưỡi các bạn ạ một tấn đỗ tương là mình mới đầu tư thôi cái điểm đỗ tương là nó, nó ít chứ bao giờ mua phân gà cái phân châu mà một phân trâu mà hàng chục tấn thì bao giờ mới giải ra vườn được là mình mua đỗ tương còn hầu như mình chưa làm được nhưng đó trong một tương lai mình cố gắng đang đầu tư dần sang chuyển sang hữu cơ Hiệu cơ dần không đỗ tương thì cũng phân gà nhưng có thể mình đầu tư đỗ tương bởi vì thật ra nếu anh em mà làm mình đi giao lưu anh em ở dưới Văn Giang họ là trồng cây cảnh ấy các loại bầm cam quất quýt trong chậu ấy sau khi họ tìm hiểu đủ các loại phân thuốc ra cuối cùng họ chọn đỗ tương vậy đỗ tương là một trong những loại thuốc à, phân lý tưởng nhất cho nên mình sẽ dùng đỗ tương để bón vườn nhưng có thể đầu tư được thường xuyên hay không đấy. cái nhược điểm nó ít cho nên không được tơi xốp đất tuy nhiên mình lại dùng để cỏ hay chân vải rất là hay Mình chưa đầu tư được đấy, các bạn nhìn cái vải mình đây năm ngoái đây nó quằn hết xuống này đấy quả thế nhưng sao nhé đấy cho các bạn tham khảo cho hướng 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 là hữu cơ các bạn ạ nhưng mình chưa làm được mà thôi để đất nó được cản ca cả, ca cả, cả... khi mình chăm sóc bằng hữu cơ thì cây nó tốt nó khỏe nó cải tạo môi trường hạn chế sâu bệnh và đặc biệt sản phẩm mình nó sạch còn mình thứ nhất mình làm kênh thứ hai là bao giờ cũng nhiều người biết kênh của mình mình sẽ đang phấn đấu dần làm sau này mình chuyển sang sản phẩm sạch các bạn ạ hữu cơ và đấy tương lai có thể mình gọi không tưởng sau này có thể mình không mua gì ngoài chợ mà chỉ bán thôi từ rác rửa trong vườn cây cối trong vườn mình tự làm phân tự nhiên của nó không dùng hóa chất nữa đặc có thể không hạn chế tối đa dùng thuốc sâu thuốc bệnh nếu như có thể được không cả dùng nhưng đấy chỉ là cái không tưởng chỉ là cái mơ mộng mà thôi các bạn ạ à. cuộc sống còn ra cho phép mình mơ thôi chào các bạn chúc các bạn luôn có những quyết định đúng đắn và hy vọng hy vọng không phải của mình mà của tất cả anh em và của mọi người trên thế giới là covid được đẩy lùi để chúng ta tiếp tục làm ăn buôn bán cũng như chúng ta kiếm tiền